Singapore đã trao giấy chấp thuận có điều kiện để nhập khẩu điện sạch từ Việt Nam. Giấy phép này sẽ mở đường cho công ty dịch vụ công cộng Sembcorp và công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam triển khai đầu tư trang trại điện gió ngoài khơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công suất của trang trại này là khoảng 2,3 GW, bao gồm hệ thống pin lưu trữ năng lượng để xuất khẩu khoảng 1,2 GW năng lượng sạch sang Singapore. Việc xuất khẩu điện được thực hiện thông qua tuyến cáp ngầm cao áp dưới biển dài khoảng 1.000 km. Việc mua điện sạch của Việt Nam góp phần giúp Singapore sớm đạt được mục tiêu nhập khẩu 4 GW điện sạch vào năm 2035 và đạt mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ 21.